Varane bật nhau với Erik ten Hag. Theo tờ Football Insider, cuộc thảo luận giữa huấn luyện viên Erik ten Hag và học trò Raphael Varane căng thẳng đến mức khiến cầu thủ trong phòng thay đồ có thể cảm nhận được chiến tranh lạnh, có thể bùng nổ nóng nảy trên các phương tiện truyền thông bất cứ lúc nào, nhưng không ai muốn lộ tin tức ra ngoài. Varane lúc này đã đánh mất sự tín nhiệm từ Erik ten Hag. Chính vì vậy, cựu trung vệ của Real Madrid không hài lòng và muốn nói chuyện cho ra lẽ với huấn luyện viên Erik ten Hag, đồng thời làm rõ tương lai của mình. Kể từ khi gia nhập Manchester United vào năm 2021 với mức phí 41 triệu bảng, Varane đã ra sân 84 lần. Tuy nhiên, có lẽ trung vệ người Pháp vẫn chưa tìm thấy phong độ tốt nhất của mình cho Quỷ Đỏ. Lionel Messi xin lỗi fan Hồng Kông. Mới đây, Lionel Messi đã lần đầu lên tiếng về sự vắng mặt gây tranh cãi ở trận giao hữu giữa Inter Miami và Hồng Kông. Thật không may cho chúng tôi, trong bóng đá chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể ra sân. Tôi rất muốn làm điều đó vì chúng tôi đã phải đi một quãng đường khá xa và các cổ động viên cũng đã chờ đợi rất lâu để được xem Inter Miami thi đấu. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở lại đây vào một ngày không xa và khi ấy tôi có thể thi đấu. Tôi hứa sẽ trở lại, miễn là có cơ hội. El Pulga chia sẻ. Và cuối tuần qua thì Inter Miami đã bay tới Hồng Kông để thi đấu với đội hình các ngôi sao Hồng Kông. Không nằm ngoài dự đoán, Messi là ngôi sao được các cổ động viên săn đón nhất. Tuy nhiên, các cổ động viên bên trong sân vận động Hồng Kông, những người được cho là đã trả hơn 100 bảng cho một tấm vé, đã vô cùng thất vọng khi chứng kiến Messi ngồi dự bị cả trận. Thậm chí chính quyền Hồng Kông đã vào cuộc và yêu cầu ban tổ chức cho biết lý do Messi không thi đấu. Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Inter Miami Tata Martino cho biết Messi và Luis Suarez đã dính chấn thương và sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu để bộ đôi này ra sân. Son Heung-min bị loại khỏi Asian Cup. Đêm qua, Hàn Quốc đã có màn đối đầu với Jordan ở bán kết Asian Cup 2024 và đương nhiên Son Heung-min và các đồng đội vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Jordan đã gây bất ngờ khi tấn công phù đầu Hàn Quốc ngay sau tiếng còi khai cuộc với hàng loạt cơ hội hãm thành, bất chấp thời lượng cầm bóng ấn tượng đến từ đội bóng xứ sở kim chi. Sang hiệp 2 thì Hàn Quốc là bên kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công chủ động của Jordan đã cho thấy sự hiệu quả. Phút 52, tận dụng đường truyền lỗi của cầu thủ Hàn Quốc, Jordan phản công nhanh để Jajan bấm bóng kỹ thuật đánh bại thủ môn Jo Hyun Woo mở tỷ số trận đấu. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi phút 66, Antamari nhân đôi cách biệt bằng màn độc diễn ấn tượng. Trong thời gian còn lại, đội tuyển Hàn Quốc ào ạt dâng cao. Dẫu vậy, Son Heung-min và các đồng đội vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Jordan. Tỷ số 2-0 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đội tuyển Jordan viết tiếp câu chuyện thần kỳ khi lần đầu tiên lọt vào chung kết Asian Cup 2024, trong khi cơn khát danh hiệu của Hàn Quốc vẫn tiếp tục kéo dài. Eriksen sẵn sàng rời MU ngay ở mùa đông. Theo nguồn tin từ tờ Photomark, rất có khả năng Christian Eriksen sẽ chia tay Manchester United ngay trong tuần này. Eriksen gia nhập MU theo dạng chuyển nhượng tự do từ Brentford vào mùa hè 2022 và đã ra sân hơn 50 lần dưới thời của Erik ten Hag. Tuy nhiên, tuyển thủ người Đan Mạch đã chính 3 trận ở Premier League kể từ giữa tháng 11 do chấn thương và sự xuất hiện của thần đồng Kobbie Mainoo. Theo tờ Photomark, Galatasaray đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với Quỷ Đỏ và Eriksen về mở đoạn hợp đồng mượn cầu thủ sinh năm 1992. Thỏa thuận sẽ bao gồm tùy chọn thực hiện mua đứt vào mùa hè này. Nguồn tin tiếp tục nêu rõ rằng nếu hai đội bóng không thể đạt được thỏa thuận để Eriksen gia nhập trước thời hạn đóng cửa của thị trường chuyển nhượng mùa đông của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, thì các đối tác có lời hứa sẽ tiếp tục thực hiện đón cựu sao Tottenham Hotspur trong mùa hè năm 2024. Arsenal và Liverpool rút khỏi cuộc đua giành Mbappe. Nguồn tin từ Independent chia sẻ hai gã khổng lồ Premier League đã từ bỏ theo đuổi Kylian Mbappe. Liverpool và Arsenal, những người được cho là đã cân nhắc việc chiêu mộ Mbappe, nhưng rốt cuộc họ vẫn nằm ngoài cuộc đua. Họ không muốn phá vỡ cấu trúc lương của mình để ký hợp đồng với cựu tiền đạo của AS Monaco. Như vậy, họ đã rút lui khỏi cuộc đua để Los Blancos là lựa chọn duy nhất của ngôi sao người Pháp. Real đã tuân thủ nghiêm ngặt cơ cấu tiền lương trong những năm gần đây, nhưng họ sẵn sàng phá lệ vì Mbappe. Nguồn tin từ Pháp xác nhận, Mbappe cuối cùng sẽ thông báo quyết định của mình với Paris Saint-Germain rằng anh sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Mặc dù gần như khó tưởng tượng Mbappe sẽ làm như vậy, vì anh từng nhiều lần ngó lơ Real Madrid. Nhưng cầu thủ sinh năm 1998 không có nhiều lựa chọn hơn là việc cập bến Santiago Bernabeu. Chelsea dọa chạm Pochettino. Mới đây, Chelsea đã ra tối hậu thư
Nếu không thể giúp Chelsea giành vé dự cúp châu Âu mùa tới, huấn luyện viên Mauricio Pochettino gần như chắc chắn sẽ bị sa thải. Sau thất bại 2-4 trước Wolverhampton ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Pochettino đối mặt với nhiều áp lực. Các cổ động viên gay gắt kêu gọi ban lãnh đạo sớm sa thải ông. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo Chelsea cũng đã bắt đầu hoài nghi về chuyên môn của huấn luyện viên người Argentina. Tuy nhiên, The Blues thống nhất chưa vội sa thải chiến lược gia này, ít nhất là tới khi mùa giải năm nay khép lại. Lý do là bởi khoản tiền đền bù hợp đồng cho huấn luyện viên Pochettino và các trợ lý lên tới 10 triệu bảng. Nếu bỏ ra số tiền trên thì Chelsea có nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Như vậy thì huấn luyện viên này vẫn có thời gian tới cuối mùa để chứng tỏ bản thân. Ban lãnh đạo Chelsea giao cho ông nhiệm vụ bắt buộc phải giúp đội nhà giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, gần như chắc chắn nhà cầm quân 51 tuổi sẽ bị sa thải. Szoboszlai báo tin dữ cho Liverpool. Theo Jurgen Klopp xác nhận, tiền vệ Dominic Szoboszlai đã tái phát chấn thương gân khuèo và sẽ không thể thi đấu cho Liverpool trong khoảng thời gian 4 tuần tới. Đây là tổn thất không hề nhỏ của Liverpool. Sau khi gia nhập Anfield vào mùa hè vừa qua, thì Szoboszlai nhanh chóng chứng tỏ mình và chiếm được niềm tin từ Jurgen Klopp. Số 8 thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của Liverpool. Sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, Szoboszlai ghi được 5 bàn thắng và 4 kiến tạo. Trong 4 tuần, Szoboszlai vắng mặt, Liverpool thi đấu tổng cộng 8 trận. Cho đó phải kể tới trận đấu quan trọng với Chelsea tại chung kết Carabao Cup hôm ngày 25 tháng 2 và cuộc đối đầu với Man City tại Premier League ngày 10 tháng 3. Trước đó, Szoboszlai đã dính chấn thương gân khuèo trong chiến thắng 4-2 trước Newcastle vào đầu tháng 1. Anh mất gần 1 tháng dưỡng thương và mới chỉ trở lại cách đây chưa lâu. Real Madrid lên kế hoạch trả Kepa cho Chelsea. Theo tờ Football.London, Chelsea vẫn sẵn sàng chờ đón sự trở lại của Kepa Arrizabalaga sau thời gian cho mượn ở Real Madrid, trong bối cảnh Los Blancos không tha thiết giữ chân thủ môn này. Ở mùa hè vừa qua, thì Kepa đã được cho mượn đến Real, trong khi Chelsea chào đón Robert Sanchez ở chiều ngược lại. Theo Football.London, Kepa đã chơi khá tốt theo tiêu chuẩn của Real Madrid khi giữ sạch lưới 7 trận sau 18 lần ra sân trên một đấu trường. Nếu trở lại Chelsea, Kepa sẽ phải cạnh tranh với Rodri Petrovic và cả Sanchez. Với nguyện vọng và mong muốn được ra sân thường xuyên của Kepa, việc trở thành lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ sẽ không thuyết phục được thủ môn này. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy việc Real chưa có kế hoạch mua đứt Kepa, thế nên anh sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới. Quyết định cuối cùng về tương lai của Kepa Arrizabalaga sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phong độ tập luyện của anh và tình hình thủ môn diễn ra như thế nào tại Chelsea trong những tháng tới.